bại. Chàng trai thở dốc vì mệt trong khi người bạn gái đang cười anh ta. Trò game nhảy nhót này khó hơn nhiều so với dự đoán của anh ấy. Và ngay cả anh ấy cũng không thể nhịn cười với điểm số tệ hại của mình. Anh nắm tay cô và cả hai tiếp tục dạo quanh khu trò chơi điện tử. Tối hôm đó khu trò chơi không có nhiều người và cả hai có thể thoải mái chơi những trò như pinball, đua xe và bắn súng. Khi họ kết thúc trận đấu tại bàn chơi khúc côn cầu, chàng trai nhận thấy điều gì đó. Ở phía sau khu trò chơi điện tử, một cánh cửa đáng lẽ phải được khóa chặt lại đang hé mở. Không biết có gì ở trong đó không nhỉ? Máy chơi game hỏng, hoặc là mấy cái máy chơi game có thể chơi mà không cần bỏ xu vào, hay loại máy vẫn thưởng xu ngay cả khi chơi thua. Đi nào. Cả hai lách qua cánh cửa và nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trông có vẻ đã bỏ hoang một thời gian dài. Mạng nhện và bụi ở khắp mọi nơi. Và anh ấy đã đúng, căn phòng chứa đầy những máy chơi game hỏng. Chàng trai ra hiệu cho cô gái đi theo anh. Khi anh ấy kiểm tra một chiếc máy pinball cũ, anh ấy nhấn nút nhưng nó không khởi động. Anh nhấn một cái thật mạnh và vẫn không có gì xảy ra. Chán thật, chúng thực sự chỉ là những cái máy cũ nát. Cả hai quay lưng bỏ đi, họ có thể gặp rắc rối nếu ai đó phát hiện họ đang ở đây. Khi đến cánh cửa, cả hai dừng lại và nhìn nhau. Họ có cảm giác cái thứ gì đó đang ở đằng sau họ. Cô gái hét lên vì sợ hãi trước ánh mắt một bà lão đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lần này đến lượt chàng trai cười cô. Đó chỉ là một chiếc máy xem bói, không có gì phải sợ. Chắc hẳn họ đã vô tình bật nó lên. Cô ấy không hề nhận ra nó trước đó. Thì trên chiếc máy có bảng tên ghi: bà ngoại tiên tri vừa sáng đèn. Và ánh sáng từ bên trong làm lộ phần thân trên của một bà lão. Dù bà lão không hề cử động, nhưng đôi mắt đáng sợ của bà ta dường như đang nhìn chăm chăm vào người cô gái. Hai người nhìn nhau không biết phải làm gì. Bỗng nhiên chiếc máy hoạt động, miệng bà lão đóng mở liên tục làm những bánh răng vang lên cách cách, đồng thời thân hình lắc lư bên trong chiếc máy. Cô gái bước về phía chiếc máy khi bà lão bên trong không ngừng mở miệng. Nhưng rồi đột nhiên bà lão dừng lại. Một tiếng cạch vang lên khi một tấm thẻ rơi xuống khay nhỏ ở mặt trước của máy. Cô ấy nhìn xuống tấm thẻ và khi nhìn lên, cô ấy thấy bà già đang nhìn chăm chăm vào cô một lần nữa, như thể cái máy này có thể thực sự nhìn thấy cô vậy. Cô gái từ từ đưa tay về phía tấm thẻ khi ánh mắt của bà lão vẫn nhìn chăm chăm vào cô. Ngón tay của cô chạm vào tấm thẻ và vào đúng thời điểm cô lấy nó ra, ánh đèn của cỗ máy vụt tắt và bà lão sụp xuống. Có chuyện gì vậy? Bạn trai cô hỏi. Cô thậm chí còn không để ý rằng anh ấy đứng cạnh cô nãy giờ. Anh ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh chiếc máy để tìm xem thứ gì đã khởi động nó. Cô gái nhìn xuống tấm thẻ mà cô ấy đã nhận được từ chiếc máy và đọc nó. Khuôn mặt cô dần dần thay đổi từ một chút hoảng sợ đến thực sự kinh hãi. Xem thử này. Khi nghe bạn trai gọi, cô vội đút tấm thẻ vào túi. Anh ta thò tay ra sau lưng chiếc máy và rút ra một đoạn dây điện ngắn. Một đầu gắn với chiếc máy, đầu còn lại dường như đã bị cắt. Nó thậm chí không được cắm điện. Hãy ra khỏi đây thôi, cô nói với anh ta. Anh ta lập tức đồng ý và cả hai rời khỏi căn phòng, trở lại với ánh sáng và âm thanh của khu trò chơi điện tử. Tối hôm đó, cả hai đã đứng trước cửa căn hộ của cô gái. Anh ấy nói cô đừng bận tâm về chiếc máy bị hỏng đó. Nó có thể chỉ hoạt động bằng pin và được bật lên bằng cách gì đó thôi. Cô ấy đồng ý, chỉ có thể là như vậy thôi và nói rằng cô ổn, chỉ hơi mệt mỏi. Cô hôn lên má anh và chúc anh ngủ ngon trước khi vào căn hộ của mình. Khi vào nhà, cô gái dựa lưng vào cửa. Cô ấy lấy một thứ gì đó trong túi ra và nhìn chăm chăm vào nó. Đó là tấm thẻ cô nhận được từ chiếc máy. Trên đó viết rằng: có vẻ như con đã phạm sai lầm. Nhiều sai lầm trong đó không thể tha thứ được, phải không? Không thể nào, chỉ là trùng hợp, cô tự nhủ. Cô gái đi vào căn hộ của mình và nhìn vào một bức ảnh. Đó là ảnh chụp lúc cô ấy còn trẻ với một cô gái khác trông giống cô ấy. Đó là em gái cô. Cô ấy nhớ lại đêm đó, đêm mà cô ấy sẽ không thể nào quên, cho dù cố gắng thế nào đi nữa. Cái đêm mà cô đã mất cô em gái mà cũng mất đi một phần chính mình. Cô đặt bức ảnh xuống bàn và nhìn vào tấm thẻ mà cô vẫn đang cầm trên tay. Cô vỗ nát tấm thẻ và quẳng nó vào thùng rác rồi lên giường đi ngủ. Đêm đã khuya và cô gái đang trằn trọc vì khó ngủ. Đột nhiên cô bật dậy, cô nghe thấy một âm thanh gì đó. Cô nhìn xung quanh căn phòng tối mờ của mình nhưng không thấy điều gì bất thường. Cô lại nghe thêm một lần nữa, một tiếng động nó phát ra từ tủ quần áo. Cô ấy đứng dậy ra khỏi giường và từng bước tiến về phía tủ quần áo. Cô đưa tay về phía cửa tủ, nhưng ngón tay khi chạm vào nó, cánh cửa bật mở. Cô hét lên và ngã về phía sau khi từ trong tủ xuất hiện nhiều cánh tay vươn về phía cô. Cô ấy la hét và đá vào các cánh tay khi chúng cố túm lấy và kéo cô vào bên trong tủ. Cô ấy cố hết sức để thoát khỏi các cánh tay. Cuối cùng, cô ấy thoát được và đứng dậy.
cô chạy ra khỏi phòng và hướng về phía cửa khi các cánh tay đuổi theo sau. Chúng ngày càng dài ra. Khi chúng đi qua khúc cua, các đoạn xương bị bẻ gãy, tạo ra các khớp nối mới, phát ra những âm thanh ghê rợn. Cô với tay vào tay nắm cửa và nắm chặt vào nó. Nhưng những cánh tay đã kịp tóm lấy cô ấy. Chúng quật ngã cô xuống sàn và kéo cô dọc theo hành lang. Cô cắm chặt móng tay vào sàn và cố gắng chống cự nhưng không thể. Chúng kéo cô trở lại phòng ngủ. Con dậy chưa vậy? Người phụ nữ gõ cửa liên tục. Nhanh nào, mẹ đã đặt chỗ trước rồi đấy. Dậy nào. Người phụ nữ gõ cửa một lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng. Bà xem đồng hồ và thở dài, lấy ra một chùm chìa khóa. Bà lấy một chiếc chìa và mở khóa cửa. Mọi người đang đợi chúng ta nên mẹ sẽ nhắn với họ rằng chúng ta sẽ đến muộn vì... Người phụ nữ giật mình khi mở cửa. Bà ấy không thể tin được những gì trước mặt. Căn hộ giờ là một mớ hỗn độn, nhìn như đã có những chuyện khủng khiếp xảy ra. Bà nhìn xung quanh nhưng không có dấu hiệu của con gái của mình. Bà nhận thấy những vết cào đẫm máu trên sàn dọc theo hành lang hướng về phòng ngủ. Bà vội chạy theo nó. Khi đến trước cửa phòng, bà đột nhiên dừng lại và hét lớn. Nếu bạn đã từng đến khu trò chơi điện tử hay công viên giải trí thì bạn có thể đã thấy một chiếc máy xem bói. Khi sử dụng, bạn sẽ nhận từ một chiếc máy một tấm thẻ ngẫu nhiên. Trên đó sẽ viết lời tiên đoán về tương lai hay một bí mật của bạn. Không có điều gì đặc biệt ở đây cả. Tất cả chỉ là bạn nhận được một tấm thẻ ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng tổ chức SCP sở hữu một chiếc máy xem bói cực kỳ chính xác nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. SCP-517 là một cỗ máy xem bói cao 2m được làm bằng kính và gỗ. Bên trong chứa một người máy hình dạng người phụ nữ lớn tuổi mặc áo sơ mi trắng và khăn quàng màu xanh lam. Phía trên chiếc máy là một tấm bảng với dòng chữ Bà ngoại tiên tri. Mỗi giờ một lần, cỗ máy sẽ tự khởi động nếu một người nào đó đi ngang qua và tầm quan sát của bà lão. Khi đó, bà ta sẽ hướng thẳng về người đó, như thể đang nhìn chăm chăm vào họ. Rồi đột nhiên, một tấm thẻ rơi xuống khay nhỏ ở mặt trước của máy, sau đó nó sẽ tắt và ngừng hoạt động. Không rõ bằng cách nào mà chiếc máy có thể hoạt động khi mà sợi dây điện duy nhất ở phía sau của máy dường như đã bị cắt đứt. Những lời tiên đoán từ cỗ máy không giống như một dự đoán về tương lai, mà dường như là lời đe dọa đầy ẩn ý. Một số ví dụ đã được ghi nhận như sau. Con đã được nuôi dạy tốt hơn thế. Rất tiếc, nhưng luật là luật. Một số người không biết cách cư xử tử tế. Con sẽ sớm biết thôi, phải không nào? Và những người làm những điều khủng khiếp đáng phải nhận lại những điều khủng khiếp. Tự con chuốc họa vào thân thôi cháu yêu. Sau khi SCP-517 được kích hoạt, bắt đầu từ 1:43 sáng, các sự kiện tương tự sẽ luôn xảy ra. Nạn nhân bị nhắm tới sẽ bị tấn công bởi một số đối tượng được đặt tên là SCP-517-01. Những đối tượng này là những cánh tay dài có thể chuyển động linh hoạt. Chúng xuất hiện ở những nơi gần với nạn nhân. Số cánh tay xuất hiện có thể khác nhau tùy mỗi trường hợp, tương từ 10 đến 36 cánh tay. Các cánh tay sẽ xuất hiện từ một vị trí thường là không gian thấp, chật chội và tối tăm như tủ quần áo, tầng hầm hay gầm giường. Sau khi xuất hiện, các cánh tay sẽ vươn ra về phía nạn nhân, cố tóm lấy và kéo họ trở lại nơi chúng vừa xuất hiện. Chúng dường như có thể kéo dài vô tận, giúp chúng có thể đuổi theo nạn nhân không ngừng nghỉ. Chúng có thể uốn cong các cánh tay khi chuyển hướng truy đuổi hay khi gặp bất kỳ chướng ngại nào. Nếu nạn nhân cố gắng chống trả hoặc trốn thoát khỏi chúng, những cánh tay mới sẽ hiện ra gần nạn nhân để hỗ trợ việc bắt giữ. Một khi các cánh tay đã tóm được nạn nhân xấu số và đưa họ trở lại khu vực nơi chúng xuất hiện, họ sẽ bị tấn công một cách dã man. Chúng đánh đập và cào cấu nạn nhân cho đến khi họ chỉ còn là một đống xương và máu. Cho đến nay, tổ chức chưa ghi nhận về bất kỳ trường hợp nào sống sót sau cuộc tấn công của SCP-517-01. Trong trường hợp máy xem bói được kích hoạt nhiều lần trong cùng một ngày, các cánh tay sẽ xuất hiện đồng thời tại các địa điểm khác nhau. Mỗi nhóm sẽ săn tìm mục tiêu của riêng chúng. Đã có các nỗ lực để tìm ra chính xác nguồn gốc của những cánh tay này. Và trong quá trình thí nghiệm, các máy quay được lắp đặt xung quanh nạn nhân được nhắm đến để cố gắng xác định nơi chúng sinh ra. Không may, bằng cách nào đó, các cánh tay dường như biết rằng chúng đã bị theo dõi, do đó luôn xuất hiện từ một vị trí nằm ngoài tầm quan sát của máy quay. Khi tiến hành thí nghiệm trên SCP-517, một mẫu DNA đã được phát hiện ở khu vực SCP-517-01. Mẫu DNA này được xác định là của con người. Nguồn gốc của DNA và danh tính của chủ sở hữu vẫn chưa được xác định. Việc nghiên cứu và quản lý SCP-517 được đánh giá là khá khó khăn. Bằng chứng là việc xảy ra sự cố 517-1997M. Khi đặc vụ của tổ chức, tiến sĩ May giám sát việc vận chuyển SCP-517 đến một nơi bảo quản mới. Đối tượng đột nhiên kích hoạt và người ta nghi ngờ rằng tiến sĩ May đã trở thành mục tiêu. Các nhân viên an ninh đã được cảnh báo và một chiến lược đối phó đã được đưa ra để bảo vệ cô ấy khỏi vụ tấn công của SCP-517-01 dự kiến diễn ra vào đêm đó lúc 1:43 sáng. Tiến sĩ May được đưa lên trực thăng trên sân thượng nhà ăn của tổ chức và được bảo vệ bởi nhiều nhân viên an ninh khi họ chờ đợi những cánh tay xuất hiện.
Đúng như dự đoán, những cái tay xuất hiện trong một kho chứa hàng bên trong nhà ăn và bắt đầu hướng thẳng về trên tòa nhà. Đồ vào bên trong nhà ăn đã nổ súng với những cánh tay, khiến chúng bị thương như những cánh tay bình thường, nhưng chúng nhanh chóng được thay thế bằng những cánh tay khác. Các đối tượng SCP-5701 xuất hiện ngày càng nhiều, chúng chui ra từ gầm xe đang đậu vào các khu vực chứa hàng khác. Số lượng cánh tay xuất hiện tiếp tục tăng, cho đến khi có nhiều hơn 100 cánh tay. Mặc dù vậy, các cánh tay dường như không muốn chống trả lại các nhân viên an ninh. Chúng có vẻ chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất, tiến lên tầng thượng nơi tiến sĩ May đang đứng. Khi số lượng cánh tay ngày càng tăng lên, chúng áp đảo đội bảo vệ và tiến lên tầng thượng. Lập tức trực thăng được lệnh cất cánh. Khi nó bắt đầu bay lên, những cánh tay xuất hiện từ đâu đó bên dưới chiếc trực thăng. Chúng xuyên qua cửa sổ và tóm lấy tiến sĩ May và chuyển lại qua những cánh tay đang chờ sẵn phía bên dưới. Những cánh tay này lại kéo cô xuống qua hệ thống thông gió. Một nhân viên an ninh trong tòa nhà cố gắng dùng dao chặt đứt các cánh tay và giải cứu tiến sĩ May, nhưng chúng không còn phất lờ họ nữa và tóm lấy anh ta, kéo anh ta xuống khu vực chứa hàng cùng với tiến sĩ. Cuối cùng, bốn thành viên của đội bảo vệ cùng với tiến sĩ May đã bị các cánh tay bắt đi. Thi thể của họ đã được phát hiện vào sáng hôm sau và tổ chức đã nỗ lực hết sức để phân tách và xác định những gì còn lại của từng người để tổ chức đám tang. SCP-517 đã được phân loại là an toàn, luôn được giữ trong một phòng giam chuyên dụng, quay mặt vào tường và một lớp màn màu đen được phủ xung quanh. Sau khi sự cố 517-1997M xảy ra, cả các quá trình thử nghiệm đã bị tạm dừng cho đến khi có sự cho phép của giám đốc địa điểm. Việc xem bói để biết trước tương lai có thể là khá hấp dẫn, ngay cả khi biết rằng nó rất ít khi chính xác. Tuy nhiên, khi bạn nhận được một lời tiên tri từ một chiếc máy có hình dạng bà lão, bạn có thể biết rằng lần này bà lão biết rất rõ số phận của mình. Bây giờ hãy xem thêm một hồ sơ khác của tiến sĩ Bob như SCP-3998, một phù thủy xấu xa bất tử, để biết thêm một dị thường khác có nhiều điều thú vị hơn bạn nghĩ. Và hãy nhớ đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các tài liệu lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.